Xin chào anh em, hôm nay Cường quay giao lưu với anh em một cây sâm hương quái rất là đẹp anh em ha. Mình nhìn giống như một con rồng nó đang bay nha anh em. Và được vô một cái chậu giả cổ khá là lâu tuổi ha. Chậu này rất là đẹp, anh em chơi thì cũng sưu tầm cũng nhiều ha. Đây Cường cho ký đá đi rồi ha. Cái này về anh em mình chỉ chơi thôi, mình không cần phải làm gì thêm đâu. Bộ tán thì cũng đã đầy đủ xương chi rồi và hiện tại cây đang rất là tốt ha. Cái này về anh em cắt tỉa hoặc là anh em làm thêm một vài cái xương râm nữa là ok nha anh em. Đó, rất là quái anh em nha, những cái co của nó nè. Này anh em nhìn ở ngoài nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều luôn ha. Mặt nào co cũng đẹp hết nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó nào anh em lên làm tiểu cảnh cũng đẹp ha. Rồi cây này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 1.200.000, đã bao gồm phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 1.200.000 đã bao gồm phí ship ha. Anh em nào muốn sở hữu thì liên hệ với Cường 0374 113366 hoặc anh em có thể kết bạn Zalo là 093 778 7700. Để gặp trực tiếp Cường anh em nha. Số nào cũng có Zalo hết nha anh em. 1.200.000 bao ship toàn quốc ha. Cây đang rất là khỏe anh em nha. Cái này về anh em mình chơi hoặc là lên tiểu cảnh cũng đẹp ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu cái tác phẩm sâm hương quái độc lạ này thì liên hệ với Cường nha. 1.200.000 đã bao gồm phí ship nha anh em. Cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em.